mình đi về quê hương của mình. Thì quê hương của mình ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Khu vực này là đất đỏ. Ở đây thì trước giờ mình sống là có những cái giếng mà rất là sâu. Nhiều gia đình người ta chỉ để tưới thôi mà người ta không thể xuống dưới giếng được. Bởi vì là cái giếng sâu lên tới 30 mét. Và lâu ngày mà khi mình không xuống giếng á, thì cái lượng khí độc nó nằm ở dưới giếng rất là nhiều, nên là hầu như người nào xuống bị ngộp cả. Tuy nhiên ngày hôm nay Nhiên cũng sẽ đi chinh phục một cái giếng mà người dân ở đó người ta cũng chưa có xuống đó trong khoảng 20 năm nay rồi. Thật sự ngày hôm nay là mình cảm thấy là mình chuẩn bị khá là kỹ càng, cũng khá là may mắn, bởi vì là mình đã chuẩn bị được cái quá trình cứu hộ, đúng không? Đó là cái cách cứu hộ là thời mình thông báo là ở dưới mình nhá đèn cấp cứu á, là mình nhá đèn cấp cứu chớp tắt là ở trên người ta sẽ biết. Ví dụ mình không ra tín hiệu bằng giọng nói được nữa thì mình nhá đèn. Anh làm dây anh bảo trên đây, anh bảo giữ dây thả anh từ từ thì anh vẫn leo bình thường, thấy không? Dây đó là dây cứu hộ thôi. Khi mà tao ra dấu hiệu trên đây mày lôi tao lên nha. Tới được địa điểm. Ở chỗ này thì người ta đã dằn miếng đan, lại là người ta dằn những cái cục đá, lại là người ta ngăn không cho những người khác xuống, hoặc là không cho những con vật khác mà người ta nó đi tới đây là nó rớt xuống. Rễ cây rồi cái miệng giếng nó đã bị nước chảy và nó lở rồi, vì vậy là xuống rất là nguy hiểm. Nhưng ngày hôm nay Nhiên sẽ thử. Đây là các cái móc chuyên dụng trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm, zip line có, leo núi có. Những móc này thì Nhiên hầu như Nhiên đem những cái móc mới cả. Vì khi mình khám phá một cái gì đó thì mình cần một cái thiết bị phải chuẩn. Đây là cái chiếc áo Nhiên cũng vừa mới mua, tháo tem để phục vụ cho cái chuyến thám hiểm này. Thì thông thường người ta leo giếng truyền thống, chúng ta sẽ leo hai tay và hai chân trọt vào những cái lỗ có sẵn ở hai bên thành giếng. Nhưng mà do cái giếng này là cái độ chắc chắn của các cái lỗ không cao và khá là lâu rồi, cái giếng này là không có người leo xuống. Vì vậy ở những cái lỗ như thế này thì có rất nhiều những con côn trùng, bọ cạp, rắn, rít, ẩn ương. Khi chúng ta đang leo như thế thì chúng ta không làm chủ được cảm xúc, đôi lúc chúng ta sẽ không làm chủ được cái độ an toàn của mình, nên là mình sử dụng bằng cách là chúng ta sẽ áp siêu linh xuống. Và khi áp siêu linh như vậy thì chúng ta sẽ an toàn hơn về các thiết bị nhập khẩu từ châu Âu. Anh Nhiên đang làm một sợi dây cho chính bản thân Nhiên xuống, sau đó là sẽ có sợi dây cứu hộ cho bản thân Nhiên. Thì Nhiên sẽ cố gắng làm sợi dây cứu hộ làm sao cho các bạn ở trên kéo cái sợi dây đó một cách nhẹ nhất cũng có thể đưa Nhiên lên được. Và các bạn lưu ý ha, khi chúng ta chọn một cái địa điểm để làm điểm neo, chúng ta cần phải xem các yếu tố như sau: cây đủ lớn, cây còn sống, và đặc biệt thì cái bờ mé bên nghịch với hướng chúng ta leo là nó phải vững, không bị lở, vì rễ nó sẽ ăn nghịch về hướng bên đây. Khi chúng ta leo thì nó sẽ kéo cái cây đổ về hướng mà chúng ta leo. Thì nếu mà hướng bên kia mà nó trống thì chắc chắn hệ rễ bên đó sẽ không mạnh. Khi mà rễ không mạnh thì chúng ta đu có thể là lật cái cây, và cái cây thì sẽ ảnh hưởng tới an toàn. Nhưng đang sử dụng nút này là nút thắt số 8, nhưng thắt lại nha, thắt lại cho nhà mình xem. Cách rất đơn giản, nhưng nút này nó có một cái chức năng, khi chúng ta càng kéo thì nó càng siết lại, và khi chúng ta tháo ra thì rất là dễ tháo ra. Đây chúng ta chỉ cần nắm hai dây như thế này,
dây này máy bên phải, dây đầu máy bên phải, và chúng ta tròn qua một vòng như thế này, rồi chúng ta xỏ ngược vào trong cái vòng, chúng ta sẽ ra cái mắt số 8 ngay. Hồi nãy là Nhiên đã đo được cái sợi dây này là nó đủ tới dưới đáy giếng. Thì bây giờ mình sử dụng dây này là dây đơn, bởi vì dây đôi chỉ được có nửa cái giếng mà thôi. Rồi bây giờ mình thử lại thôi, coi dây có tới dưới đáy giếng hay không nha. Không tới đâu. Nó độ độ sâu nó quá sâu đi, nó chưa chạm mặt nước, nhưng mà hồi nãy mình có đo rồi. Thì với cái độ giãn của sợi dây này thì với trọng lượng 75 kg, 77 kg của Nhiên nữa thì sợi dây này nó sẽ chạm được nước, và chúng ta sẽ khám phá. Sợi dây này dây leo núi, đây là mặt này là mặt xi măng, thì nó có cái gờ như thế này, khi mà chúng ta đu sợi dây nó có độ co giãn thì nó sẽ cạ lên cạ xuống như thế này, cắt lên cắt xuống như thế này thì làm cho sợi dây bị tổn thương. Thì để an toàn hơn nữa thì chúng ta lấy một cái miếng, chúng ta lót vào, lót cố định ở đây. Cần phải cột chắc luôn, bởi vì chút nữa chúng ta sẽ lấy sợi dây lên trên và chúng ta vào thiết bị thì nó sẽ sụt sịch. Sụt sịch thì khi chúng ta xuống thì nó sẽ bị lệch cái vị trí. Chúng ta sử dụng thêm một cái đồng rọc để chúng ta chuyển lực cho nó nhẹ hơn. Thì cái đồng rọc này mình cũng mua ở ngoài chợ mà thôi, nhưng mà sử dụng cỡ 500 kg, Nhiên từng test rồi, khoảng 500 kg thì nó cũng chưa phá vỡ được cái đồng rọc này, nên là ngày hôm nay Nhiên sẽ dự sử dụng làm dây cứu hộ. Mình sẽ cố định một đầu ở đây, xỏ qua đồng rọc trước. Rồi chúng ta cố định một đầu ở đây. Sử dụng mắt nút số 8 nha. Thầy em để ý cái đó giùm mặt thôi, dùng nó có cái gì để đặt xe. Em quay bằng app. Em xài cái máy của Hải, em xài cái app. Rồi, đầu còn lại chúng ta xỏ vào. Đầu còn lại chúng ta sẽ xỏ vào theo những cái theo cái đường dây trước đó, và chúng ta sẽ ra được cái nút thắt số 8. Đây, ta có thể thấy được hai vòng tròn. Đây là nút thắt số 8. Rồi. Và khi mà đã xong thì mình sử dụng thêm một cái carabiner. Đây, người ta gọi là cái carabiner. Mình móc vào như thế này, và móc trực tiếp vào trong đan tròn của mình. Sợi dây này là sợi dây sẽ kéo Nhiên lên. Thì khi mà được như thế này, bản thân Nhiên cũng tự có thể kéo Nhiên lên bằng cái sợi dây này, nhưng mà chúng ta kéo nghịch hướng. Thì khi kéo như thế này thì chỉ cần sử dụng một nửa lực thôi là có thể kéo được trọng lượng của Nhiên 75 kg. Sử dụng khoảng 35 kg có thể kéo được trọng lượng của Nhiên lên. Và trên đây có tới 3 anh em, có những trường hợp cấp bách thì có thể kéo Nhiên lên được. Rồi, bây giờ Nhiên sẽ vào thiết bị. Và trước khi xuống giếng thì thông thường giếng mà để quá lâu, nếu chúng ta có nước á, thì chúng ta sẽ chế nước xuống. Chúng ta chế càng nhiều càng tốt. Nước từ trên chảy xuống như thế này thì nó sẽ lôi theo luồng không khí xuống. Cộng với là khi mà nước rơi như vậy thì những cái tia nước nó bắn ra, thì những tia nước cũng có thể là cung cấp được một lượng oxy gọi là nhất định, nhưng mà rất là nhỏ. Thông thường những cái giếng khô thì là những cái giếng ngợp nhiều hơn là những cái giếng có nước. Hiện tại giờ cái giếng này là đang còn nước, nên là cái độ ngợp có thể là ít hơn. Bởi vì là nước đang có ở dưới thì độ bốc hơi của nước, thì khi nước bốc hơi nó sẽ giải phóng ra oxy, thì chúng ta cũng sẽ có oxy chúng ta thở. Nhưng mà để chắc hơn thì chúng ta cũng phải xử lý cái giếng này trước, để tạo luồng không khí từ trên đi xuống. Và những cái không khí nặng ở dưới giống như CO2, CO dioxide
là nó đang nằm ở dưới, là chúng ta sẽ kéo lên kéo xuống như thế này thì oxy đi xuống và khí carbonic đầu đi lên thì sẽ trộn bớt không khí, làm cho chúng ta sẽ dễ thở hơn ở ngay đáy giếng. Thì để làm việc đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phương pháp thứ hai. Chúng ta sẽ sử dụng cái tàn cây cũng phải đủ lớn để làm gì. Khi chúng ta xuống như thế này thì thả nhanh xuống thì lượng oxy không khí ở trên nó sẽ bám theo những tàn cây này, tạo một cái luồng không khí di chuyển từ trên đi xuống dưới để cho nó ép cái luồng không khí ở dưới đi lên. Tàn cây này khá lớn, hơi quá cỡ để mình di chuyển đây. Nếu mà chúng ta thả xuống không được thì chúng ta cột thêm một cái vật đá gì đó nặng, nó lâu quá. Nặng vào, cột thêm một cái vật gì đó nặng vào, cột cái móc đó. Cột cái móc, thêm hai cái móc đó vào. Rồi, cái móc đó cột. Đây móc vô cái này đi. Giờ là khá là nặng ha, nghĩ là thả xuống là ok rồi đó. Ở vị trí mà thả ra. Tháo dây bảo ơi. Chúng ta kéo càng nhanh càng tốt nha các bạn. Kéo lên kéo xuống chúng ta phải kéo tốc độ nhanh để tạo một cái luồng không khí dịch chuyển. Thì không khí nó sẽ di chuyển lên xuống sẽ nhiều hơn. Còn nếu chúng ta kéo chậm thì nó sẽ bị đứt cái luồng không khí. Giống như các bạn chạy ngoài đường mà thấy một chiếc xe tải chạy với một tốc độ rất nhanh. Xe tải chạy qua rồi mà chúng ta đứng vẫn thấy một cái luồng không khí nó tạt vào người mình. Đó là cái luồng không khí dịch chuyển do cái vận tốc của xe tải chạy và nó hít theo. Thì đây cũng giống như vậy, chúng ta làm cũng tương đối nhanh. Rồi, và bây giờ tới gần đấy rồi, chúng ta kéo lên nhanh. Kéo lên nhanh như thế này. Để thật nhanh. Rồi sau đó chúng ta thả xuống nhanh. Kéo lên, chúng ta làm như vậy khoảng càng nhiều lần càng tốt, tự nhiên sẽ làm khoảng 10 lần. Thì giới thiệu với các bạn, đây là Ngô Đình Bảo, là nhóm trong team Everest Việt. Hi, chào mọi người. Bạn này thì đã có rất nhiều thành tích về thể thao, cũng từng tham gia những cái môn leo tường ở các giải châu Á cùng team với Nhiên luôn, và thể lực cũng khá là tốt. Bạn này đã từng chinh phục cũng khá là nhiều cung đường ở Việt Nam chúng ta, kể cả luôn cả những cái cung đường ở bên Nepal. Thì ngày hôm nay Bảo sẽ là người Nhiên tin tưởng để làm cái nhiệm vụ, là trong trường hợp khẩn cấp Bảo sẽ kéo Nhiên lên. Thì chút nữa các bạn xem thử trường hợp khẩn cấp là Bảo có thể kéo Nhiên lên được hay không nhé.